chào mọi người, là mình lên đây mọi người ơi. Đây là đang ở vùng quê, ở một góc vùng quê của nước Ý đó mọi người. Mọi người thấy cái này không? Hồi xưa lúc mình mới qua mình thấy mấy cái hình tròn này, mình thấy cũng hay quá trời đi. Cái này mọi người biết họ để làm cái gì không? Là khi mà một cánh đồng cỏ khô đó mọi người, nó khô đi rồi đó. Tới mùa này đang là mùa hè nắng nhiều nó khô đó, thì họ sẽ cắt, họ cuốn vào cái cục này nè. Xong họ đem về, họ để dành mùa đông đó, họ cho động vật ăn đó mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ leo lên đây mình chơi. Leo lên chụp hình thôi chứ không có gì hết. Dừng ngang đường đó mọi người, đây là ở ngang đường. Làm quá trời cục nè. Để mùa đông họ cho động vật ăn đó mọi người. Bobby. Mọi người ơi, mình vừa trèo lên đây xong, bây giờ phải leo xuống, không biết làm sao để xuống đó mọi người ơi. Bây giờ đi xuống kìa, làm sao để đi xuống tao không biết nữa. Ôi, nó đuổi tao đấy. Ây da.